Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại với con game Ga Win tiếp nha anh em ơi. Thì ở đây thì anh em biết rồi đúng không ạ, cái phương pháp của chúng ta chơi, cách chơi của chúng ta thì không có cái cách chơi nào đó là hoàn toàn nó có thể giúp cho anh em chiến thắng được 100% và giúp cho anh em được thắng thông ngày qua ngày, tháng qua tháng được đúng không? Nhưng mà nhá, khi mà ta chơi ấy, một cái yếu tố mà nó chỉ chiếm là 20% cái tỷ lệ thắng thôi, nhưng mà cái yếu tố này nó sẽ quan trọng nhất và yếu tố này nó sẽ đồng hành cùng với anh em khá là nhiều, đó chính là về cái vấn đề tâm lý. Thì mặc dù cái yếu tố tâm lý ấy, nó chỉ chiếm là 20% cái tỷ lệ thắng thôi, một trong những cái tỷ lệ mà mình đánh giá là nó cũng thuộc dạng là bình thường, nó cũng không quá là cao. Nhưng mà nhé, nếu như anh em mà áp dụng cái phương pháp và cái cách chơi nó không hiệu quả thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cái tâm lý. Và đặc biệt nếu như cái tâm lý của anh em anh em mà chỉ cần tham một chút thôi là cái tâm lý của anh em sẽ khác ngay, khác hoàn toàn luôn anh em ạ, khác hoàn toàn luôn. Bây giờ mình giả sử với anh em như này nhá, mình giả sử với anh em như này đi, trong vòng khoảng tầm độ là 10 ngày đầu tiên đúng không, anh em hoàn toàn anh em có thể kiếm được 500k mỗi ngày rồi, nhưng đến ngày thứ 11 anh em lại bắt đầu tham, anh em sẽ đánh to dần lên đúng không, thì chắc chắn là gì, cái việc mà đánh to ấy không khác gì cái việc đó là anh em chơi xanh chín với game cả. Mà chơi xanh chín với game thì chắc chắn là gì, cái xác suất mà game nó sẽ soi nó rất chi là cao đúng không? Xác suất game nó soi rất chi là cao, vì vậy là gì, mình cũng cần phải có là gì, một cái đầu lạnh trong quá trình mình chơi, đừng có tham đấy. Và nếu như có gãy chẳng hạn, nếu như mình có gãy thì mình cũng nên là gì, nên lập ra một kế hoạch để mình gỡ đúng không ạ. Lỡ may mà thua thì mình cũng nên lập ra một kế hoạch mình gỡ nó hoàn hảo hơn. Đấy. Mà đặt bom mà bốc một cái đã. Rồi được 100k rồi. Nay thì với 4-1-5 thì cũng chỉ kiếm lên được khoảng độ là 2M thôi. Từ 1-5 đến 2M nghỉ thôi. Không tham, cứ đều tay như vậy nha. Khi đến khi nào ấy mà anh em cảm thấy như bản thân mình đủ cái sự kiểu như là anh em cứng cáp các thứ ấy, mình cảm giác như là kinh nghiệm mình đầy đủ rồi đúng không ạ, tâm lý mình ổn định trong quá trình mà mình chơi, thì lúc đấy là mình hãy nên đánh to, lúc đấy là mình hãy nên đánh to. Còn nếu như mới bắt đầu ấy thì mình không nên nha, thật sự anh em là khuyên anh em là không nên luôn ạ. Bạn đây bây giờ nó bắt đầu đang giết những người chơi này, bây giờ nó bắt đầu đang giết những người chơi này. Anh em kể em chơi trò gì thế thôi, riêng cái trò đặt bom nó có một lợi thế hơn, đó là anh em không cần chiến thuật. À xin lỗi anh em không cần phải suy nghĩ về cái việc tính toán cầu, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải có chiến thuật. Đấy. Bốc 2 thì bỏ 3, bốc 2 thì bỏ 4 đúng không ạ? Hoặc là chọn những cái lì xì nhỏ thôi. Tầm này chọn lì xì khoảng 200-400 thì auto win rồi. Mình sẽ để xem mình sẽ kiếm được thêm bao nhiêu đối với trò đặt bom này đã. Rồi 21k nữa về 1M7 rồi. Vậy là nếu mà mỗi ngày kiếm 500k mà mình đã đi được gần một nửa chặng đường rồi. 1M4 không bốc nha. Đấy, 1M4 không bốc nha, bốc là dại đấy. Ở mặc dù thì có thể anh em bốc, anh em có thể nhận đến 200-300k lận, nhưng mà không an toàn. Chúng ta không thể đánh đổi là 200-300k để đánh đổi hết số vốn chúng ta hiện có được. 800k thì cũng khá là nguy hiểm. Thì cái này mình phải cân nhắc đấy. Rồi bốc đi. Rồi 44k nữa. Cân nhắc khá là kỹ các bạn, khi mà mình xem cái số lượng người chơi nó bốc ít. Cân nhắc rất là kỹ luôn, chứ không phải là thích là bốc đâu. Đấy, riêng đặt bom thì mình không cần phải tính toán cầu hay là soi cầu soi kiếp gì cả, mình chỉ cần có một cái chiến thuật chơi nó hợp lý là trong cái trò đặt bom là anh em sẽ thắng được. Nha. Có chiến thuật hợp lý là trong trò đặt bom sẽ được 1M2 không bốc nha. Tại vì riêng 1M2 là tỷ lệ cao, nó sẽ giết người chơi nó khá là nhiều. Bốc thì có thể đặt bom, dính bom. Mà một khi đã bốc phải bom ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ mất tổng khoảng độ là 2/3 vốn đấy. 200 thì bốc được. Ok, 25k với một cái lì xì 200 cũng là một cái số khá là lớn rồi. 1M6 thì chúng ta sẽ không bốc. Đấy là cách, đấy là cái chiến thuật của chúng ta là chọn những cái lì xì nhỏ. Chiến thuật của chúng ta là chọn những cái lì xì nó vừa phải, hợp lý. Yeah. Không có được vội. Vội là toang ngay.
lên 118 thì không bốc nha. Tầm này chị bốc 200, 400 và 600 thì sẽ an toàn nhất. Đến nỗi cái lì xì 800 mình còn phải cân nhắc nữa mà anh em. Đúng không? Đấy, những cái lì xì 800 mình phải cân nhắc mà. Khá là nhiều lì xì to. Trời, toàn cho lì xì 1M này ai dám bốc. Thôi, 800 không bốc. 200 bốc được này. Ui giời, được có 1.000 rồi. Bắt đầu thấy hơi bị bịp rồi đấy. Thôi được rồi, té đi. Sang chơi trò khác đi. Té, té, té. Để xem lì xì sau nó giá nó bao nhiêu. Thôi được rồi, té đã. Té nha. Tầm này thì sang sang gì được ta? Khó nhỉ, để lựa chọn thêm chơi thêm một trò nữa khá là khó đấy. Tầm này thì mình sẽ về đích thôi, về đích thì mình chọn trò nào an toàn một tí. Chọn xích bo trên dưới đi. Về đích rồi thì mình nên chọn những cái trò nào nó an toàn một chút. 1-2 này. 1-3 này. 1-4 này, bắt luôn chẵn thì còn gì nữa, à, bắt luôn lẻ thì còn gì nữa. Test nào. 1-4 rồi mà không bắt lẻ thì hơi phí đấy. Chẵn nữa không? Lẻ thôi, khá là đáng tiếc, không phải là chẵn. 1-2 này, đang gọi chạy cầu 2-1 anh em ạ. Chuẩn luôn. Tiếp tục một chẵn thì ta đang có là cầu 1-2-2. 1-2-2 lần này mình sẽ bắt một chặn tiếp để bắt cầu 1-2-3. Chuẩn luôn, vào tay sau cầu này sẽ bẻ về lẻ nữa là quá tuyệt vời. Hợp lý luôn, rồi ok, lên 2M rồi. Thế thôi đúng không ạ? Đấy, khi mà mình về đích thì mình sẽ chọn những trò nào nó dễ, như kiểu là trò xích bo trên dưới ấy. Thì nếu mà gặp anh em không, nếu mà anh em test ấy, mà không gặp được cầu đẹp thì mình có thể là mình check cầu nhá. Mình check cầu, mình tiếp tục mình test, mình sẽ bỏ thêm nhiều thời gian hơn một tí. Đấy, kiểu như vậy. Còn gặp được cầu đẹp thì mình sẽ nhanh chóng, mình có thể kết thúc được, đúng không ạ? Kết thúc được và đủ lãi thì mình sẽ nghỉ nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ khép lại cái video này ở đây thôi. Nói chung là chơi ấy, thì anh em thấy đấy, hầu như ngày nào mình cũng ăn, hầu như ngày nào mình cũng thắng. Ít khi mình gãy là mình em ạ. Nếu mà gãy thì mình cũng gỡ lại ngay được thôi. Tại vì vốn mình chơi là một cái mức vốn vừa phải và chắc chắn rồi. Gãy thì mình hoàn toàn là mình có thể đủ cái thời gian cũng như là có một số vốn để mình nạp lại cũng như là mình gỡ nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo của mình.